Mộc Lan Tòng Quân, tập 2. Hiếu. Để Trung. Tính. Lễ. Nghĩa. Liêm. Sĩ. Bộ phim này cải biên dựa trên Mộc Lan Thi trong Nhà Phủ Thi Tập, quyển 3. Cuối cùng chúng ta cũng có một công việc hẳn hoi để làm rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên mà Thạch Điền ta trở thành anh hùng. Ừ. Phải làm sao đây Hiệu Quý? Đó là kỵ binh đột quyết. Xem thử rồi tính sao. Kêu đám Hoa Mộc chuẩn bị phòng vệ. Dạ. Gặp kỵ binh đột quyết rồi, mau chuẩn bị. Dạ. Dạ. Kẻ địch xông tới rồi. Phóng tên. Chạy thôi, chạy thôi. Chạy mau, chạy mau. Ngươi chạy không thoát đâu, mau bó tay chịu trói thôi. Lính của ngươi đều chạy trốn hết rồi, ngươi còn chưa chịu đầu hàng sao? Thủ lĩnh đột quyết chạy rồi. Mọi người nhìn cái gì chứ? Mau đuổi theo. Hoa Mộc à? Râu của huynh. Tất cả trở về quân doanh. Thủ lĩnh, chúng ta phải làm sao? Trở về triệu tập binh lính, ta nhất định phải báo thù đây. Nè nè, ngươi nghe chuyện gì chưa? Có nữ cải nam trang đó. Nè, thật hay giả vậy? To gan quá à. Nghe nói đang ở chỗ Hiệu Quý. Ngươi thực sự là con gái sao? Đúng vậy. Hoa Mộc không đúng. Hoa Mộc Lan, ngươi có biết mình đang làm gì không? Ngươi đã phạm phải tội khi quân đó. Cha muội đã lớn tuổi, sức khỏe lại không tốt. Mộc Lan chỉ biết rằng không thể để cha đi vào chỗ chết được. Lý lão bá, Hoa Mộc à, tôi có cách gì không? Mọi người đừng lo lắng, ta muốn gặp Hiệu Quý, mong ngài bẩm báo một tiếng. Ông muốn gặp Hiệu Quý sao? Đúng vậy, giờ ngài bẩm báo một tiếng, cha của Hoa Mộc Lan, Hoa Hồ đến xin nhận tội. Ông là Hoa Hồ? Đúng vậy. Bẩm báo Hiệu Quý, Hoa Hồ đến nhận tội. Cha. Hoa Hồ, để cho ông ta vào đi. Cha ơi, sao cha lại tới đây? Thảo dân Hoa Hồ, tôi xin nhận tội. Đây không phải là người nấu ăn trong quân danh sao?
Thảo Dân là Hoa Hồ, cha của Hoa Mộc Lan. Hoa Hồ, con gái ông Lưỡng Cài Nam Trang để nhập quân doanh, ông có biết hay không? Thảo Dân biết, cho nên ông cũng lẻn vào quân doanh. Đúng vậy. Hoa Hồ, gia đình của ông rốt cuộc muốn làm cái gì đây? Hiểu quý, Thảo Dân nhiều bệnh, dưới gối chỉ có một trai một gái, con trai còn nhỏ tuổi. Con gái Mộc Lan không nhẫn tâm nhìn Thảo Dân chịu khổ, mới nữ cải Nam Trang lén tìm đến quân doanh. Để tình tấm lòng hiếu thảo của Mộc Lan, xin Hiểu quý tha cho nó. Muốn trị tội, hãy trị tội Thảo Dân. Hiểu quý, chuyện muội tới quân doanh không hề liên quan đến cha, xin huynh hãy trị tội muội. Hai người đứng lên rồi nói: Đa tạ Hiểu quý. Hoa Mộc Lan, ta biết ngươi có tấm lòng hiếu thảo, nhưng mà đường cải Nam Trang lẻn vào quân doanh, đó là tội lừa gạt giấu giếm, kỷ luật quân đội nghiêm minh, tội này không thể tha được. Mộc Lan biết tội. Dương Lâm, có thật. Đưa Hoa Mộc Lan vào Đại Lao trước, đợi đến ngày mai, ngày mai sẽ thẩm vấn tiếp. Xin ngài hãy nhốt Thảo Dân vào Đại Lao có được không? Không được. Hiểu quý, sức khỏe già yếu, không thể vào Đại Lao được. Hoa Hồ, tội của ông ta sẽ xử lý. Ông trở về trước đi. Hiểu quý, Mộc Lan đã chịu rất nhiều khổ cực vì Thảo Dân. Nếu như nỗi khổ ngục tù này vẫn để cho một mình nó gánh vác, Thảo Dân tật uổng làm cha của nó. Vẫn mong Hiểu quý thành toàn cho. Cha ơi. Được thôi, Dương Lâm, đưa hai người đó đi. Cha ơi, để cha phải chịu khổ rồi. Không sao đâu, cha chỉ cảm lạnh thôi. Mộc Lan, Hoa đại thúc, hai người không sao chứ? Tống sư, sao mọi người lại tới đây? Không thể ngờ được, không thể ngờ được. Hoa Mộc, chuyện lớn như vậy, tại sao muội không nói cho chúng tôi biết sớm? Muội sợ liên lụy tới mọi người. Nhưng mà Hoa Mộc, Cao Nghiêu, muội ấy tên là Hoa Mộc Lan. Mộc Lan, bây giờ muội bị phát hiện rồi, e là cũng không giữ được mạng nữa. Hơi đáng lẽ ta phải biết, khi muội gấp chăn giặt quần áo chúng ta nên nghĩ ra muội là con gái mới đúng. Lúc đó đáng lẽ phải bắt muội đi càng xa càng tốt rồi. Thạch Điền, muội. Mộc Lan, huynh vẫn luôn cho rằng muội là huynh đệ tốt nhất của huynh, nhưng mà tại sao muội lại giấu chúng tôi chứ? Xin lỗi, là do muội hại mọi người. Muội nghĩ nhiều rồi, người có thể hại chúng ta vẫn chưa xuất hiện đâu. Mộc Lan, qua đại thúc, hai người yên tâm đi, con nhất định sẽ nghĩ ra cách cứu hai người ra ngoài. Tống Cừu, con phải biết con cũng là một người lính, con không được làm trái quân kỷ. Con biết, nhưng con cũng không thể nào dương mắt nhìn hai người đi vào chỗ chết. Tống Cừu, con phải nhớ rằng bây giờ con là niềm tự hào duy nhất trong thôn, con nhất định phải giữ gìn nó. Mấy đứa các người mau trở về đi, con không đi mau. Mộc Lan, qua đại thúc, tụi con đi đây. Mộc Lan, ngày mai tụi huynh lại tới thăm muội nha. Nhà lao lạnh lẽo, Hiểu quý bảo ta mang chăn tới cho hai người. Đa tạ Hiểu quý. Hiểu quý còn bảo ta báo với hai người, ngày mai Hiểu quý sẽ tự mình đưa hai người tới gặp tướng quân. Là sống hay chết, chỉ đành nghe theo mệnh trời thôi. Điều duy nhất Hiểu quý có thể bảo đảm, đó là người nhà hai người sẽ không bị liên lụy. Thảo Dân sẽ ghi nhớ đại ân của Hiểu quý. Tại hạ cáo từ. Mộc Lan à, Hoa Mộc Lan, cái gì ngươi cũng tốt, chỉ có một điểm không tốt, đó là ngươi không phải nam nhân. Thưa cha, con gái bất hiếu để cha phải chịu khổ rồi. Các đệ đi về phía đông, còn lại đi theo ta. Cha ơi, cha. Tống Khư, huynh đang làm gì vậy? Mau lên, huynh đưa hai người ra ngoài. Tống Khưu, cướp ngục là tội chết. Hoa đại thúc, đột quyết dẫn lính đánh tới đây rồi. Hoa đại thúc, Mộc Lan, nhân cơ hội này đi theo con. Cái gì? Đột quyết có bao nhiêu binh lính tới? Muội đừng để ý tới mấy chuyện này nữa, nhân cơ hội này mau đi cùng huynh. Mau lên, huynh đưa hai người ra ngoài, còn không đi sẽ không kịp nữa đó. Tống Khưu, huynh hãy giúp muội đưa cha tới nơi an toàn. Vậy muội thì sao? Muội phải đi ngăn chặn lính đột quyết. Mộc Lan, muội. Qua đại thúc, thúc mau khuyên Mộc Lan đi. Con à, con đi đi, cha ở nơi này đợi con. Cha ơi, trong quân doanh quá nguy hiểm, cha cùng Tống Khưu rời khỏi đây đi.
Mộc Lan, con phải nhớ rằng tha là mất mạng, chứ tâm không thể chết được. Cha tin tưởng con. Cha ở nơi này đợi con thắng lợi trở về. Dạ, cha yên tâm, con nhất định sẽ trở về đón cha ra ngoài. Mộc Lan à, đợi quên với. Xem các người chạy đi đâu được. Mọi người không được hoang mang, tất cả cầm binh khí lên. Dương Lâm, giữ vững cánh trái. Điền Hồ, giữ vững cánh phải. Dạ. Tốn công vô ích. Lần này chúng ta chết chắc rồi. Đừng nói xui xẻo nữa, còn có ta mà. Hiểu quý, hướng chạy về rừng có lỗ hổng, có thể xông ra ngoài. Các huynh đệ, cùng nhau xông vào rừng cho ta. Mau lên, chặn chúng lại. Mau chặn chúng lại. Thật tốt quá, của ta cứu chúng tôi sao? Mau chạy vào trong rừng, Độc Quyết không dám chạy vào đó. Mau lên, Tống Khương, chúng ta cũng đi mau thôi. Hiệu quý, Mộc Lan tự ý ra khỏi ngục, xin hiệu quý trách phạt. Đứng lên đi, kẻ địch đã ở ngay trước mắt, không nói những chuyện này nữa. Mộc Lan, khi nãy mùi thật là anh dũng đó. Không hổ là huynh đệ của Tống Khưu ta. Hiệu quý, bốn phía đã bị bao vây rồi. Tin tức cầu cứu đã đưa đi chưa? Điền Hổ đã mang đi rồi, nhưng mà nhanh nhất thì ngày mai cứu binh mới có thể tới đây. Kẻ địch sẽ không kiên nhẫn tới vậy đâu. Phải làm sao, chúng ta phải làm sao đây? Lo gì chứ. Kế sách bây giờ chỉ còn là cách cố thủ, tránh giao phong trực tiếp với kỵ binh Đột Quyết. Hiệu quý, Đột Quyết đang phóng hỏa bốn phía. Đám hèn nhát trốn trong rừng kia, mau ra đây đi, đừng để bị nướng chín đó. Hiệu quý, kế sách bây giờ chỉ có bắt tên cầm đầu trước. Ý của muội là bắt lấy thủ lĩnh Đột Quyết, khiến cho đội hình của chúng tự loạn. Thủ lĩnh Đột Quyết được bảo vệ nghiêm ngặt, tới gần trong vòng 10 bước ngươi cũng không làm được, thì làm sao mà bắt hắn? Đột Quyết ưa giết chóc, chỉ cần chúng ta xông ra nghênh chiến, chúng chắc chắn sẽ dốc toàn lực. Thủ lĩnh Đột Quyết cũng sẽ không giữ quá nhiều người bên cạnh bảo hộ cho hắn. Không lẽ ngươi định để cho binh lính đều đi vào chỗ chết sao? Hiệu quý, huynh còn nhớ cuộc thi giành giải nhất không? Ta còn nhớ. Đây là cách bày binh mà cha muội nghĩ ra để đối kháng kỵ binh, chỉ cần giữ vững đội hình thì sẽ không bị kỵ binh phân tán. Ý của muội là để cho binh lính dùng đội hình như vậy để dẫn dụ kỵ binh Đột Quyết sao? Tống Khương, Thạch Điền, Chu Toàn và Cao Nghiệp, bốn người này đã được huấn luyện qua, hy vọng hiệu quý có thể để bốn người họ dẫn đầu binh lính đối kháng địch. Hiệu quý, làm vậy quá mạo hiểm, chúng đều là tân binh đó. Huynh, dẫn binh. Mọi người đều từng quy phong rồi, lần này phải đến thạch đầu ta chứ. Mộc Lan à, huynh không có làm được đâu. Không có gì đâu Chu Toàn, phải giống đàn ông chứ. Chu Toàn, bọn ta sẽ giúp ngươi. Ta liều vậy. Hiệu quý, thời gian gấp gáp, ngày mau quyết định đi. Dương Lâm, ngươi đi giúp giống Tống Khưu, ta vào qua Mộc Lan đi bắt thủ lĩnh Đột Quyết. Dạ. Chúng ta nhất định thắng, xuất phát. Chúng ta nên tin vào chính mình. Có thể thành công hay không, đành phải dựa vào họ thôi. Mùi tin tưởng họ. Sông lên, sông lên, sông lên, sông lên. Yeah. 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 Oh. Yeah. Chú Toàn, bọn chúng ở phía đệ kìa. Các huynh đệ, giữ vững nào. Cao Nghiêu, có một đội kỵ binh đang qua chỗ người đó. Hả? Xông lên. Báo cáo thủ lĩnh, tấn công không được. Cái gì mà tấn công không được? Điều động tất cả mọi người tới đó. Dạ. Qua Mộc Lan, lần này không biết là sống hay chết. Hiệu quý, mùi không sợ.
Huynh là một người lính tốt. Huynh cũng là một hiệu quý tốt. Đưa thủ lĩnh đột quyết vào đây. Quỳ xuống. Qua Mộc Lan đâu? Bẩm báo hiệu quý, muội ấy trở về Đại Lao rồi. Hiệu quý, chuyện này ngày mai đưa hai cha con qua Mộc Lan ra ngoài, ta đưa họ tới gặp tướng quân. Hiệu quý à, Mộc Lan là anh hùng của chúng ta đó, nhưng quân pháp là gốc rễ của quân đội, đừng có nói nhiều. Hiệu quý, huynh không nói đạo lý thì còn phải nói tới tình người chứ. Xin huynh khai ân, tha cho cha con Mộc Lan đi mà. Mộc Lan đã cứu mạng tất cả chúng ta. Bọn ta sẽ không để cho Mộc Lan rời đi đâu. Xin mọi người hãy nhường đường, chúng ta còn phải lên đường. Hoa đại thúc, Mộc Lan là con của thúc đó. Các vị, ta là một người cha, nhưng cũng là một người lính. Thân làm lính thì phải coi đất nước làm trọng, coi quân pháp làm trọng. Ta mong mỗi một người lính trong các vị đều phải nhớ kỹ điều này. Chỉ có như vậy mọi người mới có thể bảo vệ đất nước. Thạch Đi, cha nói đúng lắm. Mọi người mau tránh ra đi. Mẫu câu hiệu quý, tướng quân đến rồi, đang đi trên đường, sắp tới nơi rồi. Tướng quân tới rồi, mau mau tiếp đón. Qua Mộc Lan, Hoa Hồ, chuyện của hai người bốn tướng quân đã nghe hiệu quý nói rồi. Tướng quân, sau khi Mộc Lan tới quân danh đã lập không ít công lao, nếu như không có mùi ấy. Ngươi đừng nói nữa. Tướng quân, qua Mộc Lan ta hỏi ngươi, tại sao ngươi lại muốn làm lính? Vì không muốn cha dân nữ chịu khổ, giúp đỡ cha thực hiện tâm nguyện bảo vệ đất nước. Hoa Hồ, tại sao ngươi lại đến quân doanh? Vì giúp con gái của Thảo Dân có thể góp sức vì đất nước bình an trở về. Thật đúng là cha hiền con hiếu. Tướng quân, mặc dù Hoa Mộc Lan làm trái quân kỷ, nhưng hiếu thảo cảm động mọi người. Bốn tướng quân tự có tính toán. Dạ, tướng quân, hai cho con Thảo Dân tự biết tội chết khó tránh, xin người hãy trị tội. Tướng quân, tướng quân, xin ngài tha cho Mộc Lan. Mấy người các ngươi làm gì vậy? Bỏ ra ngoài cho ta. Tướng quân à, mong ngài khai ân để Mộc Lan rời đi đi. Cầu xin tướng quân mà. Nhưng mà tội này bốn tướng quân cũng không quyết định được. Tướng quân, ý của ngài là triều đình chiêu binh qua Mộc Lan cải trang lén vào quân doanh là phạm tội khi quân, chỉ khi nào gặp thiên tử thì mới có thể định tội. Lúc này quân địch xâm chiếm, đất nước đang lúc cần người, ta định dẫn theo Mộc Lan ra chiến trường giết địch. Đợi chiến sự kết thúc sẽ đưa nó đi gặp thiên tử, xử trí theo pháp luật. Không biết ý ông thế nào? Đa tạ tướng quân. Mau đứng dậy đi. Tại sao Hoa đại thúc lại đa tạ tướng quân? Ngươi còn nghe không hiểu sao? Tướng quân nói rồi đó, Mộc Lan có thể ra chiến trường giết địch cùng các ngươi, còn không biết bái tạ sao? Đa tạ tướng quân. Đa tạ tướng quân. Đa tạ tướng quân. Cha đi đường cẩn thận đó. Mộc Lan, hay là cha ở lại? Qua đại thúc, con còn ở đây mà, thúc yên tâm đi. Lại nói, không phải tướng quân đã cho thúc về nhà nghỉ ngơi sao? Đúng vậy á, lời của tướng quân nhất định phải nghe. Thưa cha yên tâm đi, con đã trưởng thành rồi. Con à, cha ở nhà đợi con chiến thắng trở về. Tạm biệt qua đại thúc. Tạm biệt qua đại thúc. Mộc Lan, làm lính chỉ được đổ máu chứ không thể rơi lệ đó. Đừng khóc nữa.
Chu Toàn không phải thích khóc nhất sao? Ta khóc hồi nào chứ? Được rồi, chúng ta trở về huấn luyện thôi. Chu Toàn thích khóc nhất. Ngươi mới thích khóc đó. Được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa. Từ đó trở đi, Hoa Mộc Lan tổng quân 12 năm, trải qua 18 trận chiến, cuối cùng cũng thắng lợi. Tiên Tường cảm động bởi tâm hiếu thảo của Mộc Lan, không những không trị tội còn phong làm thượng thư. Hoa Mộc Lan lấy lý do chăm sóc cha già, nhẹ nhàng từ chối, trở về nhà, đoàn tụ với cha mẹ. Câu chuyện Hoa Mộc Lan thay cha tổng quân cũng trở thành giai thoại. Đạo hiếu là làm sao phụng dưỡng cha mẹ. Mặc dù Hoa Mộc Lan là nữ tử, nhưng dám thay cha tòng quân nuôi dưỡng chí hướng của cha thật không dễ dàng. Cũng vì như vậy mà khiến người đời cảm động. Trăm phẩm hạnh, vạn điều thiện, chỉ hiếu đứng đầu, những điều khác cũng cần nỗ lực.